Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Mậu Thân sinh 1968, số được trời thương Phật độ. Bất ngờ trúng lớn liên tiếp, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024, trở mình sang trang đổi kiếp giàu sang. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bạn mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, mọi người thường nói rằng, mỗi người đều có một số mệnh riêng biệt, một số phận riêng với những biến động khác nhau, có người gặp phú quý, có người phải đối mặt với khốn khó, và cũng có người may mắn và không may mắn. Ý nghĩa là số mệnh do chính chúng ta tạo ra và hạnh phúc được tìm kiếm từ bản thân. Mặc dù vận may của một người có thể do trời ban, nhưng số phận cuộc đời lại là kết quả của những nỗ lực mà người đó bỏ ra. Khái niệm nghịch thiên cải mệnh không phải là phản đối ý thần mệnh, mà thực tế là mỗi người chúng ta đều đang dấn thân vào hành trình tìm kiếm, khám phá và cải thiện số mệnh con người của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả luận giải về vận trình tử vi của người tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ giúp cho quý bản mệnh dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên gia đạo và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ và chỉ cần chú ý nắm bắt vận may, quý bản mệnh sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ đổi đời thành công. Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Mậu Thân có gặp phải những khó khăn nào trong thời điểm này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc may mắn về nhà. Mong rằng quý khán giả sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng đổi đời và giàu có viên mãn. Tuổi Mậu Thân sinh 1968 cầm tinh con khỉ, đứng thứ 9 trong số 12 con giáp. Người tuổi Mậu Thân sinh 1968 thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn. Tuổi Mậu Thân lạc quan, tự tin và có sáng kiến mạnh mẽ. Bên cạnh đó, tuổi này có trí thông minh cao, khả năng phản ứng nhanh và thích ứng mạnh mẽ với những thay đổi của môi trường. Vì vậy, họ có thể xử lý mọi vấn đề khẩn cấp và phức tạp một cách bình tĩnh và rõ ràng. Tuổi Mậu Thân mệnh thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may là người hiền lành, có trí học hành, thông minh, năng động, tài năng hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận, mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ. Họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ. Họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị mới lạ, khám phá những địa điểm ở những nơi họ đặt chân qua. Họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao. Họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động. Họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ nhưng hơi thiếu nghiêm túc. Họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do tự tại. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng,
Nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa. Nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm. Họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận, vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn. Họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái. Đây có thể coi là nhược điểm của họ, luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng. Cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói giỏi, đoán ý người, là bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán, kiên trì tới cùng. Bởi vậy, nên lỡ mất nhiều cơn may phát tài, tự tôn, tự ái cao, tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn, đầy đủ, mà được trăng hai chớ, thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ. Sự thông minh tài trí của họ thường thể hiện rõ nét. Trong quá trình học tập, họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội, vì thế họ luôn cần cù hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu, mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ chuyên tâm. Nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Theo tử vi trọn đời của tuổi Mậu Thân sinh 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc. Họ là một người chăm chỉ cẩn thận, vì thế sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân là người thông minh, thanh tú, hào phóng. Họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo, cũng không phải trang điểm cầu kỳ, cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ. Họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao. Họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt. Nếu ai đắc tội với họ thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn, nhưng được thịnh vượng, gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa đỉnh đạt. Do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ. Họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vả người khác. Vì thế, có khi phải sống trong cảnh khó khăn. Khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải, thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được. Vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam mệnh tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền chí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Quý khán giả thân mến,
Sau đây sẽ là tổng quan tử vi của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Thân sinh 1968 có thể cảm nhận được những biến chuyển rõ rệt trong vận mệnh của mình. Tử vi cho thấy đây sẽ là một thời điểm đầy năng động và hiệu quả, không chỉ bận rộn với công việc. Bản mệnh còn có thể đối diện với hàng loạt dự án mới và những thách thức đầy hấp dẫn, khi một dự án khép lại ngay lập tức sẽ có những cơ hội mới xuất hiện, mang đến cho bạn một hành trình không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận nhịp sống hối hả này. Thời điểm này cũng là thời điểm lý tưởng để người tuổi Mậu Thân mở rộng những hành trình khám phá, dù là những chuyến công tác, kỳ nghỉ hay thậm chí là việc học tập, thi cử, tất cả đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Bạn không chỉ cần nguồn năng lượng mạnh mẽ, mà còn phải giữ vững tâm lý để vượt qua mọi áp lực. Với bản tính kiên cường và năng lực xuất chúng, không có khó khăn nào có thể làm bạn chùn bước, dù phải đối mặt với thử thách hay trở ngại lớn. Bạn luôn biết cách tìm ra giải pháp nhờ sự quyết đoán và tinh thần dứt khoát. Chính điều này sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế của mình trong công việc. Tuy nhiên, thời điểm này lại đánh dấu một sự xuất hiện quan trọng của đế vượng nhập mệnh. Sự ảnh hưởng của đế vượng mang đến cho người tuổi Mậu Thân một tinh thần đầy kiêu hãnh và hiếu thắng. Bạn có xu hướng muốn khẳng định mình, cạnh tranh và thậm chí tranh giành để đạt được điều mong muốn. Mặt tích cực là tinh thần không ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, giúp bạn dễ dàng vượt qua các trở ngại. Tuy nhiên, điều này cũng có mặt trái của sự hiếu thắng và kiêu ngạo, có thể khiến bạn trở nên xa cách với những người xung quanh. Không ít người sẽ cảm thấy khó chịu với thái độ này của bạn. Họ có thể phản ứng bằng cách phủ định hoặc thậm chí chỉ trích mỗi khi bạn đưa ra ý kiến hoặc đề xuất. Sự xuất hiện của tứ hành xung trong thời điểm này nhắc nhở người tuổi Mậu Thân cần đặc biệt cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, dù có năng lực và tự tin đến đâu. Bạn cũng cần giữ cho mình sự khiêm nhường và tôn trọng người khác. Thái độ ngạo mạn có thể dẫn đến những xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân và công việc. Đặc biệt, ảnh hưởng của kiếp tài trong thời điểm này là một cảnh báo quan trọng. Người tuổi Mậu Thân cần cẩn trọng trong mọi hành động và quyết định. Dù đó là những việc bạn đã quen thuộc, kiếp tài có thể mang đến những rắc rối không lường trước nếu bạn chủ quan hoặc quá tự tin vào bản thân. Chính vì vậy, việc duy trì sự tỉnh táo và kiểm soát mọi tình huống là điều cần thiết để tránh những sai lầm không đáng có. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch là thời gian đòi hỏi bản mệnh phải kết hợp giữa sự quyết đoán và sự thận trọng, dù có những cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thử thách. Để đạt được thành công và duy trì sự ổn định trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Mậu Thân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi hành động và đặc biệt là kiểm soát bản thân trước những áp lực xung quanh. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Bước vào đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Mậu Thân có thể cảm nhận được một làn gió mới trong sự nghiệp. Đây không chỉ là thời điểm để con giáp này tận hưởng sự may mắn, mà còn là lúc những cơ hội thuận lợi đến từ những nguồn lực bất ngờ giúp bạn nâng cao vị thế. Tử vi thời điểm này cho thấy, với sự quyết đoán và sự sắp xếp khoa học, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được tình hình công việc. Bản mệnh nên dành thời gian để nhìn lại các kế hoạch dài hạn mà mình đang theo đuổi, đừng chỉ nhìn vào thành công nhất thời mà quên đi bức tranh tổng thể. Bởi trong giai đoạn này, việc hoạch định lại lối sống và sự nghiệp là vô cùng cần thiết. Hãy dành chút thời gian để tự hỏi bản thân điều gì thực sự khiến bạn hài lòng và điều gì vẫn còn khiến bạn chăn chờ. Sự tỉnh táo và thực tế sẽ giúp bạn thoát khỏi những kỳ vọng quá lý tưởng, tránh cảm giác thất vọng khi cuộc sống không diễn ra như mong muốn. Bằng cách này, người tuổi Mậu Thân sẽ có cơ hội lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống và công việc của mình. Nếu như trước đây bạn cảm thấy mọi thứ dường như vượt ngoài tầm tay, thì giờ đây bằng sự nỗ lực và ý chí mạnh mẽ, bạn sẽ dần khôi phục lại trật tự mà mình mong muốn. Những nhiệm vụ tưởng chừng như rối ren giờ sẽ được giải quyết một cách có hệ thống, mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn và sự tự tin. Tuy nhiên, đừng để những thành công hiện tại khiến bạn lơ là, dù mọi thứ có vẻ êm đẹp. Tử vi cũng nhắc nhở rằng, âm sát có thể xuất hiện trong thời điểm này, cảnh báo về sự hiện diện của những người muốn làm hại bạn.
đây có thể là những kẻ thầm lặng, âm thầm lợi dụng lòng tin của bạn để đưa ra những chiêu trò lừa đảo. Điều quan trọng là bản mệnh phải luôn tỉnh táo và không bị cuốn vào những lời mời gọi ngọt ngào, đầy cám dỗ mà họ đưa ra. Chỉ cần một chút thiếu cảnh giác, bạn có thể dễ dàng rơi vào bẫy dẫn đến những hậu quả khó lường. Vì thế, người tuổi Mậu Thân cần giữ vững bản lĩnh. Đặc biệt trong các mối quan hệ xung quanh, hãy luôn nhớ rằng không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng xuất phát từ lòng tốt thật sự. Và không phải ai đến gần cũng muốn chia sẻ thành công với bạn. Thời điểm này đòi hỏi sự sáng suốt trong từng quyết định cùng với khả năng nhìn thấu được ý định thật sự của người khác. Nhìn chung, thời điểm này là thời gian mà người tuổi Mậu Thân có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng cũng không thể chủ quan trước những thử thách tiềm ẩn. Điều quan trọng là duy trì sự tỉnh táo, không ngừng phấn đấu và kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không chỉ gặt hái được những thành công trong công việc mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến cho tuổi Mậu Thân sinh những tín hiệu tài lộc đáng mừng. Theo tử vi, cung Đông Bắc xuất hiện lục bạch, báo hiệu điềm lành về tài chính. Đây là thời điểm bạn có thể bất ngờ nhận được những cơ hội kiếm tiền đầy hứa hẹn, thậm chí là những nguồn thu không tưởng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ có thể mang về cho mình những khoản lợi nhuận lớn, cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Không chỉ là những cơ hội lớn về tiền bạc, sự tương sinh của ngũ hành trong thời điểm này còn mở ra những kết nối vô cùng quan trọng. Đây là dịp mà bạn nên tận dụng để xây dựng mạng lưới quan hệ, tìm kiếm những lời khuyên quý báu từ những người có kinh nghiệm. Những cuộc gặp gỡ và trao đổi này không chỉ giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về tình hình tài chính, mà còn hỗ trợ bạn trong việc lập ra những kế hoạch cá nhân phù hợp và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, sự thành công về tài chính không chỉ đến từ cơ hội, mà còn phụ thuộc vào cách bạn cư xử và thái độ của mình trong công việc. Thời điểm này, người tuổi Mậu Thân cần học cách khiêm nhường, tránh tự mãn hay tỏ ra quá kiêu căng. Dù bạn có đạt được thành tựu lớn đến đâu, việc thể hiện thái độ quênh quang có thể gây ra ác cảm, khiến những mối quan hệ quan trọng trở nên rạn nứt. Điều này có thể khiến bạn mất đi những cơ hội quý báu trong tương lai. Vì vậy, sự khiêm tốn luôn là chìa khóa để bạn tiến xa hơn. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này không chỉ mang lại tài lộc mà còn nhắc nhở bạn về những khía cạnh cẩn thận trọng. Đây có thể là thời điểm mà bạn cần đối mặt với những khủng hoảng tài chính đã kéo dài từ trước, hoặc những vấn đề trong việc hợp tác đầu tư. Đừng để những khó khăn này làm bạn nản lòng. Thay vào đó, hãy chủ động giải quyết từng bước một, và đặc biệt lưu ý đến các nguy cơ tiềm ẩn về vật chất. Việc dàn xếp ổn thỏa các khúc mắc hiện tại sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an toàn trong dài hạn, tránh được những rủi ro không đáng có trong tương lai. Một điều quan trọng khác mà người tuổi Mậu Thân cần lưu ý trong thời điểm này là quản lý tài sản một cách khôn ngoan và cẩn trọng. Dù bạn có cơ hội phát tài, nhưng nếu không kiểm soát chi tiêu và đầu tư hợp lý, bạn có thể sẽ lãng phí những thành quả mà mình đã nỗ lực kiếm được. Thời điểm này cũng đòi hỏi sự tỉnh táo không chỉ trong việc nắm bắt cơ hội, mà còn trong việc quản lý dòng tiền, đảm bảo rằng bạn luôn có sự chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ mang lại nhiều cơ hội tài chính thuận lợi cho tuổi Mậu Thân. Nhưng để thực sự tận dụng được những cơ hội này và biến chúng thành công lâu dài, bạn cần sự kết hợp giữa sự kiên nhẫn, khiêm tốn và khả năng quản lý tài chính thông minh. Dù có phải đối mặt với những thử thách trong hợp tác hay đầu tư, hãy tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn xa, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu mà mình mong muốn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này mang lại cho tuổi Mậu Thân nhiều cảm xúc, đặc biệt trong chuyện tình cảm, nhờ sự hiện diện của Thái Âm Cát Tinh. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường tình duyên. Đây là thời gian mà những mối nhân duyên tốt lành, an yên có thể sẽ tìm đến bạn, mở ra những cơ hội để xây dựng mối quan hệ đầy hứa hẹn. Nếu bạn đang tìm kiếm một nửa của mình, hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, bởi rất có thể đối tượng phù hợp đang tiến đến gần hơn bạn tưởng. Đối với những cặp đôi mới cưới, thời điểm này là thời gian quan trọng để cả hai học cách thích nghi với cuộc sống hôn nhân, việc chia sẻ và cùng nhau vượt qua những khó khăn, áp lực trong cuộc sống.
sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn trở nên vững chắc hơn. Hãy luôn lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương, đồng thời cũng đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc chân thành của bản thân. Đừng cố gắng che giấu hay né tránh, bởi sự thấu hiểu và thông cảm sẽ là chìa khóa để hai bạn cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Trong thời điểm này, sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và các mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Dù bạn có bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian để chăm sóc và vun vén cho mối quan hệ của mình. Đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhặt như một lời hỏi han chân thành hay một bữa cơm gia đình ấm cúng cũng đủ để giữ lửa tình cảm. Đừng để những căng thẳng từ công việc hay cuộc sống cá nhân làm phai nhạt đi những khoảnh khắc yêu thương bên người bạn đời của mình. Đặc biệt đối với những cặp vợ chồng lâu năm, thời điểm này mang đến những phút giây yên bình và ấm áp bên nhau, những bữa cơm gia đình giản dị, những cuộc trò chuyện chân thành sẽ trở thành những khoảnh khắc đáng quý, giúp cả hai gắn kết hơn và hiểu rõ nhau hơn. Đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà lại xuất phát từ những điều giản đơn nhưng đầy tình cảm. Vì vậy, dù bận rộn thế nào, hãy sắp xếp thời gian để trở về nhà sớm, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa ấy. Cuộc sống tình cảm trong thời điểm này cũng là lúc bạn cần nhớ rằng sự chân thành và cởi mở trong giao tiếp sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên sâu sắc hơn. Đừng ngại ngùng hay sợ hãi khi bày tỏ cảm xúc thật của mình. Mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nếu cả hai bên biết lắng nghe và cùng nhau tìm ra giải pháp. Tình yêu không chỉ là sự lãng mạn thoáng qua, mà còn là sự đồng cảm, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để tuổi Mậu Thân củng cố và phát triển mối quan hệ tình cảm, dù bạn đang ở giai đoạn nào trong tình yêu. Từ những bước khởi đầu đến những cặp đôi đã chung sống lâu năm, đây đều là thời gian để học cách yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Hãy tận dụng cơ hội này để vun đắp cho tình cảm của mình, bởi sự yêu thương chân thành luôn là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền lâu và hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh 1968, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch. Đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Mậu Thân sinh 1968 một làn gió mới trong vấn đề sức khỏe. Với sự tương sinh từ ngũ hành, đây chính là thời điểm vàng để bạn tập trung cải thiện thể chất và tinh thần, những dự định liên quan đến sức khỏe. Từ việc giảm cân, duy trì vóc dáng, cho đến việc cân bằng tâm lý đều được lên kế hoạch và thực hiện ngay từ bây giờ. Đừng trần trừ, bởi khi cơ hội này qua đi, có thể bạn sẽ khó tìm lại sự hứng khởi và động lực như thời điểm hiện tại. Sức khỏe thể chất và tinh thần có mối liên hệ chặt chẽ. Vào thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi tích cực khi tập trung chăm sóc cơ thể. Tập thể dục không chỉ mang lại lợi ích về thể lực, mà còn giúp bạn xua tan mọi căng thẳng, mệt mỏi, tích tụ trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hãy lựa chọn những bài tập nhẹ nhàng, không quá áp lực, nhưng đủ để bạn cảm thấy cơ thể được thư giãn và tái tạo năng lượng. Một buổi đi bộ ngoài trời, hoặc đơn giản là tập vài động tác yoga trước giờ ngủ, sẽ mang lại sự thoải mái và giấc ngủ sâu hơn. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể mình trong từng hoạt động. Bạn không cần phải ép bản thân và những chế độ tập luyện khắt khe, mà thay vào đó, hãy tìm những phương pháp vừa phù hợp với sức khỏe, vừa mang lại niềm vui. Khi bạn cảm nhận được niềm hứng khởi từ việc vận động, sức khỏe của bạn không chỉ được cải thiện, mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Thời điểm này không chỉ là thời gian để chăm sóc cơ thể, mà còn là dịp để bạn hướng về sức khỏe tinh thần. Sau những bộn bề và áp lực của cuộc sống, hãy dành chút thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm và thư giãn. Hãy tìm kiếm những hoạt động giải trí mang tính chất lành mạnh và nhẹ nhàng như thiền định, đọc sách, hoặc đơn giản là dành thời gian thưởng thức thiên nhiên. Những khoảnh khắc tĩnh tại này không chỉ giúp bạn tái tạo năng lượng, mà còn giúp bạn giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn tốt để bạn thay đổi thói quen sinh hoạt. Hãy quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ điều độ và duy trì lối sống lành mạnh. Một cơ thể khỏe mạnh luôn là nền tảng vững chắc để bạn thực hiện các mục tiêu khác trong cuộc sống. Đặc biệt, đừng bỏ qua những dấu hiệu nhỏ mà cơ thể gửi đến. Hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và có những biện pháp phòng ngừa nếu cần thiết. Việc chăm sóc sức khỏe từ những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề nghiêm trọng hơn trong tương lai. Nhìn chung, đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch này là thời điểm lý tưởng để tuổi Mậu Thân chăm sóc và cải thiện sức khỏe toàn diện. Chỉ cần bạn chủ động và kiên trì, những thay đổi nhỏ trong lối sống và thói quen sẽ mang lại kết quả lớn.
giúp bạn không chỉ đạt được thể chất tốt mà còn có tinh thần minh mẫn, phấn chấn để đối diện với mọi thử thách sắp tới. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là tử vi chi tiết đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tuần đầu tiên của tháng 11 âm lịch mang đến cho tuổi Mậu Thân một số dấu hiệu tích cực, đặc biệt là trong công việc. Nhờ vào sự thông minh, nhanh nhẹn và khả năng lãnh đạo tốt, bạn có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng từ trước đó. Đây là lúc bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định và quản lý công việc một cách hiệu quả. Những ai đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc phát triển dự án cá nhân sẽ có nhiều cơ hội tốt để mở rộng và phát triển hơn nữa. Tài chính của tuổi Mậu Thân trong tuần này có xu hướng ổn định và có thể tăng trưởng nhẹ nếu bạn đang cân nhắc việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Đây là thời điểm thuận lợi để tiến hành. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn và luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng trong trường hợp không như ý. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này diễn ra khá êm đẹp. Đối với những ai đang có gia đình, đây là thời gian lý tưởng để dành thời gian cho người thân yêu. Những bữa cơm gia đình ấm cúng hay những hoạt động chung giúp thắt chặt tình cảm giữa các thành viên. Đối với người độc thân, tuần này có thể là lúc bạn gặp gỡ và bắt đầu những mối quan hệ mới. Hãy mở lòng và đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Về sức khỏe trong tuần này, bạn có thể cảm thấy hơi kiệt sức do làm việc quá nhiều trong thời gian dài. Hãy chú trọng hơn đến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho những chuyến đi ngắn ngày hoặc những hoạt động thể thao nhẹ nhàng để lấy lại năng lượng. Quý nhân phù trợ là tuổi Mùi và tuổi Thìn. Tiểu nhân hãm hại là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đỏ và màu vàng. Tiếp theo là tử vi tuần 2 nữa tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Bước sang tuần thứ 2 của tháng 11 âm lịch, tuổi Mậu Thân sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong công việc khi những áp lực cũ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, với sự bền bỉ và quyết tâm của mình, bạn hoàn toàn có thể vượt qua và đạt được những kết quả khả quan. Hãy cẩn thận với những mối quan hệ đồng nghiệp xung quanh vì có thể sẽ xuất hiện những sự cạnh tranh hoặc ganh đua không lành mạnh. Về tài chính trong tuần này, bạn cần cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu và quản lý tài chính cá nhân. Đừng vội vàng đầu tư lớn hoặc chi tiêu xa hoa vào thời điểm này. Hãy giữ sự tỉnh táo và lập kế hoạch tài chính dài hạn để đảm bảo an toàn cho tương lai. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần này khá êm đềm. Những cặp đôi đã kết hôn sẽ có thời gian gắn kết với nhau hơn. Đặc biệt là trong những dịp cuối tuần, hãy tạo ra những kỷ niệm đẹp và quan tâm lẫn nhau để giữ lửa cho tình yêu. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này có dấu hiệu cải thiện nếu bạn chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý. Đừng quên bổ sung đầy đủ dưỡng chất và chăm sóc cơ thể, vì điều này sẽ giúp bạn duy trì năng lượng để đối mặt với các thách thức phía trước. Quý nhân phù trợ là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Tiểu nhân hãm hại là tuổi Dậu và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu nâu. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Thiềm Thư phong thủy. Thiềm Thư là biểu tượng của tài lộc và yên lành, là vật phẩm may mắn trong công việc làm ăn, sự bình an cho gia chủ tuổi Mậu Thân sinh 1968, nên mọi người thường hay dùng để biến xấu thành tốt trong phong thủy, nhà cửa hoặc để tặng bà con, bạn bè thân hữu khi có dịp hình sự. Tượng Khỉ phong thủy. Theo truyền thuyết xưa thì biểu tượng tuổi Thân có sức mạnh, trí thông minh và lòng nhân từ. Ngoài ra, tượng phong thủy tuổi Mậu Thân sinh 1968
còn được xem là loài vật may mắn từ hầu, có nghĩa là con khỉ đồng âm với từ hầu, tước vị quyền quý. Bởi thế mà trong nhiều tranh vẽ, tượng phong thủy tuổi thân có ý nghĩa là phong hầu, phong chức tước linh vật. Tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu còn có tác dụng trấn nhà để tránh tà khí. Ta đặt tỳ hưu ở các hướng tốt trong nhà, như sanh khí, thiên y, diên niên, phục vị, nhất là hướng sinh khí, thì tỳ hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình tuổi Mậu Thân sinh 1968 chuyển biến tốt, vận mệnh tốt, được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng chấn nhà. Vì vậy, tỳ hưu đã trở thành thần bảo vệ cho gia đình, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà của người tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tượng rồng phong thủy. Rồng là biểu tượng cung cấp năng lượng dương rất mạnh, chủ về vận may trong tình yêu, giúp những phụ nữ Mậu Thân sinh 1968 độc thân sống một mình hoặc sống với mẹ. Tượng chuột phong thủy mang tới sự sung túc và thịnh vượng. Tượng chuột là con vật có khả năng sinh sản cực tốt, tìm kiếm nguồn thức ăn nhanh. Vì thế mà theo quan niệm dân gian, cứ nơi nào mà có chuột tìm đến thì chắc chắn là nơi đó sẽ có của ăn rất dồi dào. Đặt đúng huyệt trong nhà sẽ giúp Mậu Thân sinh 1968 và các thành viên trong gia đình nhận được nhiều tiền của linh vật. Tượng cá chép phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn, còn cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm, vô song trong truyền thuyết. Dược vũ môn để hóa rồng là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu nếu muốn thành công cho người tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tượng rùa phong thủy. Rùa phong thủy được coi là một trong bốn loài linh vật trấn giữ bốn phương. Những con rùa canh giữ phương Bắc đại diện cho mệnh thủy. Còn một số theo quan niệm xưa, phương Bắc là nơi thu hút tiền tài từ công việc hay kinh doanh, cũng như công doanh và sự nghiệp cho người tuổi Mậu Thân sinh 1968. Tượng trâu phong thủy. Châu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ, nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ trong sơ đồ bát quái. Châu là quẻ khôn chủ về đất đai thổ, tức là sự thịnh vượng bền vững. Vì vậy, tượng châu có ý nghĩa rất tốt cho người tuổi Mậu Thân sinh 1968. Quý khán giả thân mến, chúng ta hay nói về nghiệp lực, nhưng không phải ai cũng biết cách làm cách nào để trả nghiệp. Cho dù lúc ta bị bệnh gặp tai ương cũng chỉ nhắc nhở bản thân rằng đó là nghiệp mà mình phải chịu ở kiếp này. Làm cách nào để trải nghiệm những căn bệnh chúng ta đang phải chịu, những sự khổ ách này nhất định là do chính mình gây ra chứ không phải là người khác. Nếu đời này mình có làm việc đại thiện, đại lành gì đi nữa mà mình vẫn bị tai nạn, rơi vào cảnh khổ là do trong tiền kiếp mình tạo ra chưa đủ bù đắp nghiệp lành mình tạo ra ở hiện tại. Vì thế, khi bị bệnh ta nên hiểu rằng mình đang trả nghiệp này trong ngày hôm nay thì trả xong sẽ khỏi, chả hiểu được, vậy thì tự nhiên ta an nhiên đón nhận căn bệnh. Vậy là ta đã trả lời được câu hỏi làm cách nào để trải nghiệm, đó là khi nghiệp đến ta chấp nhận, nhưng lưu ý là ta an nhiên đón nhận căn bệnh chứ không phải cầu mong bị bệnh. Khi tu hành, nhiều người có suy nghĩ sai lầm, như niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện sẽ trả cho hết tất cả những nghiệp chướng của con, để con đi giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con quyết tâm giải cho hết mọi ách nạn, để rồi con đường thành tựu. Đây là lời nguyện hoàn toàn sai lầm đối với một người niệm Phật. Đúng ra nên nói rằng, ta an nhiên tự tại đón nhận bệnh này. Để trải nghiệm trường hợp phải trải nghiệm quá khứ. Vậy làm cách nào để trải nghiệm? Có bốn trường hợp mà ta phải trải nghiệm. Đây là chìa khóa cốt yếu trong luật nhân quả. Thứ nhất là ta trả nghiệp bằng những tai nạn vô tình. Ví dụ, như mưa bão cuốn người đó chết, hoặc đi ngang cây sập xuống đè chết. Đang đi trên cầu thì cầu sập phải rớt xuống sông chết. Đang đi trên đồng ruộng bị sét đánh chết. Đó là những tai nạn vô tình và cũng là trường hợp thứ nhất phải trải nghiệm quá khứ. Thứ hai là oan gia đối mặt người mà kiếp xưa bị mình hại, bây giờ gặp lại họ đòi nợ mình. Ví dụ như có hai người bạn thân sống với nhau rất vui vẻ, trong một lần họ đã gây gổ đánh nhau, một người không kìm được cơn nóng giận đã cầm cây đập vào gáy của người bạn mình, người kia gãy cổ chết liền. Trường hợp thứ ba là người đến lúc phải trả quả báo vô tình gặp người gây nghiệp. Nghĩa là hai người này chẳng có liên hệ gì với nhau trong quá khứ hết, nhưng lại có một người nổi điên lên đến lúc nó phải gây nghiệp phải giết một ai đó. Đồng thời cũng có một người khác đã tới lúc phải lãnh quả báo phải chết do bị giết hại, và hai người đó vô tình gặp nhau. Hai người này không phải là oan gia, nhưng trùng khớp lại là một người tới lúc phải trả nghiệp và một người có tâm ác đến lúc phải gây nghiệp. Trường hợp thứ tư là có oan trái mà lại không có ác tâm, nhưng cũng vô tình gây tổn hại.
Ví dụ, có anh say rượu ngủ đằng sau chiếc xe của người lạ. Người tài xế leo lên xe chạy, không biết có người ngủ sao, mà khi lái thì phải lùi một cái. Còn anh này cũng hơi tỉnh tỉnh, nghĩ rằng mình nằm đằng sau bánh xe là an toàn, vì xe chạy tới chứ không chạy lùi. Không ngờ rằng tài xế phải lùi nên cán lên người anh ta tử vong. Làm sao không tạo cái duyên cho cái nghiệp khỏi nở ra. Đừng sợ cái nghiệp, đừng mong cái nghiệp, đừng lo cái nghiệp, đừng khổ vì cái nghiệp, thì tự nhiên cái nghiệp nó nằm đó. Nó chờ trong tương lai một kiếp nào đó, nó mới hiện ra trong thời gian chờ đợi. Tương lai hiện ra thì ta đã được tương ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, đã về Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi về tới Tây Phương Cực Lạc, ta trở nên Bồ Tát Bất Hối, chuyện thần thông đạo lực vô cùng nhiệm màu, bao trùm pháp giới. Ta dùng cái thần thông đạo lực đó vì chúng sanh chịu khổ mà xuống các quốc độ cứu độ chúng sanh. Lúc đó ta trả nghiệp, nhưng không phải là ta xuống dưới địa ngục để chịu hành hình, mà ta trả nghiệp bằng cách dùng thần thông đạo lực và trí tuệ của một vị Bồ Tát Bất Hối đi cứu độ chúng sanh, giảng kinh thuyết đạo dẫn chúng sanh đi về Tây Phương để mà trải nghiệm. Chính vì thế, xin thưa, nghiệp nói đến với chúng ta là do chúng ta mời nó. Còn nếu chúng ta cứ một lòng một dạ duyên tới Tây Phương Cực Lạc, nghĩ A-di-đà Phật, nhớ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với A-di-đà Phật, thì tự nhiên cái nhân đi về Tây Phương đã chín mùi trong tâm chúng ta, nhờ do sức nguyện làm thành cái duyên để nảy nở cho chúng ta kết quả báo. Quả báo đi về Tây Phương thanh đảo nhất định đời này đã có vận hạn rồi, không sao cả. Khi cái tâm chúng ta buông ra thì tự nhiên cái nghiệp nó cũng buông chúng ta ra, nó nằm im đó để cho chúng ta lấy cái nhân A-di-đà Phật để thành cái quả. A-di-đà Phật gọi là niệm Phật, là nhân thành Phật là quả. Lâu nay khi gặp những hoàn cảnh bất hạnh đến dồn dập thì chúng ta luôn than oán đất trời đã làm mình khổ, nhưng không phải trời đất làm cho mình khổ, mà chính nghiệp của mình làm cho ta sướng hay khổ. Biết được nghiệp ấy rồi tự mình chuyển hóa bằng cách tu tập sửa đổi, chứ không nên than trời trách đất. Học hiểu đạo rồi chúng ta phải chuyển đổi nghiệp xấu thành tốt, cái dở thành cái hay. Đó là tu, đừng than oán trách trời, trách đất, mà phải trách mình trước tiên, những gì mình đã làm ngày nay. Kết quả đến đúng như hành động của mình không sai. Người không khéo, tu không nói lành, làm lành nghĩ lành, nên mọi người chung quanh ghét bỏ. Khi bị mọi người ghét, kẻ ấy lại đổ thừa tại trời xui Phật khiến cho người ta ghét mình. Cho nên khi thấy người ta không thương mình thì phải tìm lý do tại sao như vậy, vì mình không tốt, không giúp đỡ ai hết, làm sao người ta thương mến gần gũi được như vậy. Đâu phải Phật trời xui khiến chuyện tốt xấu, lành dữ của mỗi người do nghiệp chi phối, dẫn dắt mà có các cảnh tốt xấu, chứ không phải một đấng thần linh nào tạo ra. Nên nhớ nghiệp từ lời nói, hành động, ý nghĩ mà ra. Nên ta phải thường xuyên quán sát ba nghiệp của mình, lời nói, hành động, ý nghĩ xấu tạo thành nghiệp ác thì sẽ chuốc quả ác. Lời nói, hành động, ý nghĩa tốt tạo thành nghiệp lành thì được hưởng quả tốt. Biết vậy rồi chúng ta chuyển đổi lại, bỏ những lời hung ác dữ dằn, nói lời hiền hòa, đức hạnh, thì tự nhiên mọi người chung quanh sẽ thương mến. Đó là người khéo tu nghiệp từ thân, miệng, ý mà ra, thì cũng phải từ thân miệng, ý mà thay đổi. Có thay đổi là biết tu, không thay đổi là không biết. Tu không phải trời phạt, không phải trời hành, mà chính nghiệp ác mình gây ra khiến cho ta phải khổ. Các bậc cổ nước xưa kia đã hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo, nên răn dạy con cháu rất nhiều về điều này. Nghiệp không có hình tướng không thật, nhưng đã gây tạo thì nó không mất, chỉ có thể chuyển đổi thôi. Dù tai nạn xảy ra, tất cả sự vật bên ngoài bị tiêu hoại, chớ nghiệp theo sát bên mình không bao giờ mất. Vì vậy, chúng ta phải sợ nghiệp ác nghiệp dữ. Vậy chữ duyên trong nhà Phật chỉ cái gì? Chỉ cho tất cả chúng sanh sinh ra đời đều có duyên trước, đã tạo duyên trước rồi nên ngày nay mới gặp lại nhau, gọi là hợp duyên. Chúng ta tu thực hành đúng đạo lý nhân quả, đạo lý nhân quả, dạy người gieo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, gieo nhân ác thì chịu quả ác lành. Giữ khổ vui đều tự nhân mình đã gieo mà có, chớ không phải Phật cho. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, quý khán giả có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn đúng 15 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả ở các video tiếp theo.